Tụi mình ở thành phố Thủ Đức xin chào. Series ăn sập cổng trường đại học phần 3. Vẫn là chiếc áo trắng đó và con người đó, nhưng mà tại ngôi trường cao đẳng công thương nha. Ngay cạnh trường thì mình thấy có cái xe của chị bán súp cua này nè. Thế là mình nhanh tay tấp vô làm một ly 15 cành cho nóng. Topping thì cũng khá là đầy đủ như là nấm với thịt nè. Vị súp cua thì ăn cũng dễ ăn nha. Vừa ăn cái ly súp cua nóng quá, thế là ánh mắt của mình đã vô tình va phải cái chiếc xe gọi cuốn này. Làm ngay hai cái gọi cuốn ăn cho mát. Đúng là dân trong ngành luôn á, cuốn chuyên nghiệp. Một cái cuốn 5 xu như này ấy thì gồm có miếng thịt nè, con tôm nè, một ít rau. Đơn giản nhưng mà cực kỳ ổn áp nha. Cái nước chấm mắm này ở đây thì cũng không đậm đà lắm, nhưng mà cũng ok la. Công nhận là ở đây như một cái thiên đường ẩm thực vậy, quá trời đồ ăn luôn. Mà tại vì tôi còn có mấy xu à, nên là tôi phải mua một cái xôi chiên 7 xu của chị này. Cái xôi chiên của tôi thì topping gồm có như là chà bông với lại thịt băm nè. Cái vỏ ngoài xôi chiên thì giòn, không có bị cứng, topping thì ăn cũng vừa vặn. Mà hỏi cái xôi chiên của chị hơi nhỏ một xíu. To hơn menu thì ok. Hình như là mấy chị mấy cô bán đồ ăn ở đây nói chuyện ai cũng dễ thương thì phải. Tiếp đến là một cái brand trà sữa siêu nổi trên Top Top luôn, nhưng mà mình chưa có thử bao giờ hết á. Cái tiện hôm nay thấy gần trường có nên mình uống thử luôn. Mình thấy thằng bạn mình hay uống cái loại này nè, nhưng mà nó không hợp với mình mọi người ạ. Bye bye.